lẻ nhá, cô đơn nhá mọi người. Còn anh giữ nha mà sao lại cô đơn? Nhiều khi một người là đủ rồi. Có Trường thôi à, chứ chả có ai hết trơn á. Và Nhi cũng nói giống vậy. Trường và Nhi thống nhất với nhau nói vậy thì em nghĩ thế. Ủa sao tẹt quá ta? Xin mời Huy nhìn cái bản điểm bên này. Bây giờ mà em là gặp cái biển vui nhỉ? Vui à? Sao vui? Chắc mọi người của lốc em quá. Nói thật nha, em với Nhân có biết nhau trước. Với lại trước đây em cũng từng đi chơi với Thảo rồi. Dễ hả? Nhân lên tay. Đúng. Thì Nhân đơn cảm xúc thay đổi thật. Hiện tại đang xuất hiện những mối liên kết tình cảm chồng chéo giữa các thành viên trong nhà chung. Thảo đã để ý nhiều hơn Tế Nhân, dù biết anh chàng này với Lệ đang có tình cảm với nhau. Dù luôn nghi ngờ Trường với Nhi là cặp đôi bí ẩn, thế nhưng An vẫn chỉ hướng về Trường và thờ ơ với những tình cảm mà Dự dành cho mình. Huy có vẻ đang theo đuổi Nhi, nhưng với anh chàng khó đoán này thì không biết tiếp theo sẽ ra sao. Mời các bạn cùng theo dõi. Ngày mới lại tới, hôm nay sẽ có hoạt động vô cùng thú vị dành cho các thành viên Clubhouse mùa 17. Tuy nhiên, có phần hơi đáng tiếc khi Nhi bận việc và không thể tham gia cùng mọi người. Nhân với lại anh Dự mặc đồ cặp hả? Ừ. Ủa ghê. Hát mà khác mèo mà. Hai con mèo khác nhau đúng mèo không? Mèo fake, mèo real rồi. Thấy là mình chơi ở đâu ta? Em nghĩ là gần mùa 7. Hồi đó thì hay chơi ở dạng hành môn. Lâu rồi. Hồi xưa, xưa cái thời mà mình cấp 2 á. Lâu lắm rồi. Đó, em là một con nghiện bullying. Vậy chơi hay lắm hả? Không, ý là nghiện thôi chứ không hay. Em xíu nữa cũng đi ra ngoài hả? Chơi xong em đi về lấy đồ thôi. Về lẹ nhá, cô đơn nhá mọi người. Còn anh giữ nha mà sao lại cô đơn? Nhiều khi một người là đủ rồi. Nay chỉ là nhất. Xỉu rồi. Một với bốn. Thích thế rồi. Mọi người biết biệt gì, biết tên gì ta, gọi là tên gì ta? Nickname. Nickname của các bạn nữ là gì không? Là gì ạ? Nè bây giờ có 4 cái tên. Thử coi là tên của người nào nha. Đợi Dự á. Út. Đợi Nhân cái. Này có phạt gì không nè? Ủa vậy đi thôi. Cái tên mà em để sẵn ở trên Facebook luôn á. Tây. Thứ nhất là Bo Bông Tây của Simmy. Nhiều khi cái tên nó bị ngược cái người á đúng không? Chết chà. Nếu mà theo cách lẽ nói hồi nãy thì Simmy là Nhi. Đây là Tây. Tây. Em là Bông. Đây là Bò. Ồ hay ta. Hay gì ta. Trà sữa của Nhi nè, ai uống không? Người yêu Nhi uống không? Người yêu Nhi uống không? Người yêu Nhi là nhìn lên liền. Không, anh đang bị hoang mang ấy. Anh đang ngủ chung. Không chơi gài hàng nha. Không chơi gài như vậy đâu nha. Kết thúc bữa sáng, các thành viên ra xe hồng để tới khu giải trí chơi bowling. Và hoạt động này sẽ bắt cặp để thi đấu với nhau. Liệu các cô gái sẽ chọn ai đây? Mình nghĩ là tại vì mình cũng chưa có chơi với Nhân nhiều ấy, nên hôm nay muốn thử chơi với Nhân như thế nào. Mình cảm thấy khá là vui, tại vì Thảo là một người nói rất là nhiều, nên là nghĩ đi với Thảo sẽ nói được nhiều thứ hơn. Nghĩa là hôm nay hai đứa mình sẽ quyết tâm chơi thắng để có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều hơn, để hiểu với nhau nhiều hơn. Ok. Mình hy vọng vậy. Quyết tâm. Yeah. Lý do mình chọn Huy hôm nay là vì suốt mấy buổi vừa rồi là mình chưa có được có cơ hội để mà bắt cặp với Huy, thì hôm nay nhân dịp đầy đủ bốn bạn nam ở nhà thì mình xin xí bạn Huy trước. Được An chọn thì kiểu như cũng rất là thích vì An cũng đã từng chơi bowling rồi, rất lâu rồi, nên là Huy nghĩ là hai người biết chơi thì vô nhau sẽ dễ khớp hơn, dễ ăn ý hơn. Theo mình dự đoán cái kết quả của hai người đã từng chơi hôm nay, hai người đã từng chơi rất lâu hôm nay là 50-50. Tại vì ông bà ta có câu nói trước bước không qua. Nếu mà mình nói hay quá mà mình làm không được thì hơi bị quê ấy ạ. Nó cũng giống như là một cái con dao vậy, lâu rồi không xài là lục. Mình với Trường á chưa bao giờ mà bắt cặp chung hoặc là chơi chung hay nói chuyện chung á, nên là nên là hôm nay mình muốn bắt cặp với Trường. Mình nghĩ là anh Huy và chị An sẽ là một đối cặp đối thủ đáng gờm. Vì hai người đều có kinh nghiệm từng chơi bowling rồi.
Còn hai đứa mình thì chưa bao giờ. Là gì? Chị là Lệ đúng không? Em là Trường đúng không? Lệ Trường có nghĩa là giọt nước mắt dài đúng không? Ok. Nhóm mình sẽ là nhóm Baby Don't Cry. Ok. Và nhóm chúng tôi là Baby Don't Cry. Trước khi di chuyển đến sân chơi bowling á, thì lúc đấy mình là người còn lại là không bắt cặp với ai. Thì lúc đấy nhìn xung quanh không còn ai thì mình cũng cảm thấy thật sự lúc đấy là hơi hụt hẫng lúc đầu. Nhưng mà dần dần rồi mình cũng quen, tâm an thì đã mình đã nói chuyện nhiều. Và Thảo cũng vậy. Và Lệ thì Lệ cũng chưa tiếp xúc được, chưa nói chuyện nhiều với Trường, nên là Lệ đã lựa chọn Trường. Thì mình cũng cảm thấy khá là bình thường. Trước khi thi đấu thì làm gì cho ngầu? Tạo một chiếc dáng lực điền trong hơi lỗi, hay thử độ chắc của răng bằng quả banh cứng hơn đá? Còn cái này thì Baby Don't Cry. Cỡ lại, cỡ lại, dữ chứ. Đi chồng không? Yeah, chị đừng có yeah. Nhìn điểm số lúc này mới thấy màn thể hiện của các chàng trai quả là đi vào lòng đất. Được. Còn em nữa. Ừ, một lần nữa. Trượt. Trượt. Wow. Rơi vậy chú ba. Có cố gắng là được. 7 hả? 7. Rồi tới em á. 7 wow. Được. Mình đến con gái đúng không? Thôi hết rồi. Ném một lượt luôn nha. Đáng nặng. Giờ tới phiên các cô gái thể hiện đi. Lại. Yeah. Yeah. Wow, wow. Đứng lại quăng xíu. Một tròn. Có một cái vậy. Sao có một cái thôi nhỉ? Một lần nữa hả? Cố lên chị. Coi chân đạp lên cái mức nha. Chạm này nào đang. Không để em. Có vẻ vì rất lâu không chơi lại nên cặp đôi Huy và An đã bị luộc nghề chánh. Không sao, từ từ thôi, chậm thôi. Hay quá. Giờ vô chơi luôn rồi. Wow, đối thủ nhìn cú ném của Thảo chắc chỉ biết khóc thét. Huy ơi Huy, xin mời Huy nhìn cái bản điểm bên này. Thảo với lại Nhân chơi hay mà. Chạy móng luôn rồi. Sao không vậy? Đâu có xem nào. Hiện tại thì mình nghĩ cặp đôi bí ẩn là Huy với Thảo nhiều hơn là Trường với Nhi. Ừ. Tại vì mình để ý những lúc mà các bạn nhìn nhau và nói chuyện với nhau. Hay là do bạn Huy thích bạn Thảo quá thì mình không biết. Nhưng mà mình vẫn suy nghĩ là Huy với lại Thảo là cặp đôi bí ẩn. Trong khi các cặp đôi quyết liệt so kè với nhau từng điểm một, thì anh cả dự chỉ lặng lẽ ném bóng và dẫn điểm trước lúc nào không hay. Để rồi kết quả chung cuộc xét theo trung bình cộng thì về chót là Trường Lệ chỉ được 51,5 điểm. Tiếp theo đó là Nhân Thảo với 60,5 điểm. Và bằng kinh nghiệm lâu đời của cả hai thì Huy An đã xuất sắc về nhì với 64,5 điểm. Riêng Dự chém về vị trí thứ nhất với 70 điểm. Hiện trên bảng điểm thì người chiến thắng ngày hôm nay đó là bạn Dự ở lên thi đấu số 8. Chúng ta cho một tràng pháo tay dành cho bạn Dự. Theo cách tính điểm là trung bình cộng ha. Và phần thưởng dành cho bạn Dự là một phần thưởng rất đặc biệt. Và xin mời bạn Dự sẽ chọn một bạn nữ sẽ cùng Dự có một bữa ăn lãng mạn. Vâng, thì trước khi buổi trò chơi này diễn ra thì em có hứa với một bạn là nếu mà em thắng thì em sẽ mời bạn ấy đi cùng em. Bạn Chúng ta cho một chén tay. Sau trải nghiệm chơi bowling, cả nhóm tạm chia tay Huy để anh chàng đi công việc. Còn Dự và An thì đi tận hưởng món quà chiến thắng của mình. Em hỏi xíu, đó giờ anh yêu mấy người rồi? Yêu, nói về yêu à? Xác định mối quan hệ. Nếu mà nói nôm na là 5, nhưng mà sâu đậm là chắc 2 à. Anh có thể nói chuyện với em thoải mái không? Nói chuyện với em á, tất nhiên rồi,
tại vì thường anh nói với mấy người kia nó bị bí thôi, nhưng mà nói chuyện với em thì nó nói được rất là nhiều nha. Nói chung là do tính cách thì em hòa đồng thì nghĩ đến cho em nói chuyện hợp với mọi người. Không, em chẳng lắm anh. Em chẳng với mấy đứa con trai lắm á. Mấy đứa hả? Mấy đứa chắc còn nhỏ. Tụi anh lớn rồi, anh tâm. Mấy bạn con trai. Trong hôm nay cái lúc mà chơi bowling với lại Nhân ấy thì hai đứa tương tác khá là tốt và chơi cũng khá là tốt. Điểm thì cao, chung là chơi với Nhân thì thấy vui và thoải mái hơn mấy bạn nam kia. Và nói chuyện với Nhân, tâm sự với Nhân thì cũng hợp hơn mấy bạn kia. Cho nên mình có một chút ấn tượng khá là tốt về Nhân. Sao cái lúc thử là em không chơi được nha. Từ cái bắn cung lúc thử em cũng bắn tệ lắm. Xong tự nhiên vô bắn được, dễ sợ luôn. Diễn. Diễn như không diễn. Có khi em đang diễn á. Em diễn với mọi người á. Không, mình sẽ có em thì mình tin là như vậy. Em với Trường hoặc là Trường với Nhi, Trường quá lộ. Anh không, lấy style hai người rất là ăn khác. Hai style hai người rất là hợp đúng không? Với lại anh em lại thích style của Trường. Đúng rồi, nhưng mà em hỏi như một Trường. Trường nói là còn Trường thích cái style cá tính đó. Ừ, cũng là cool Trường, nhưng mà một là cái style cá tính, hai là hiền, nhẹ nhàng, bánh bèo luôn á, hiểu không? Đúng như là gọi là... Thì đó, thì Trường em đi với... em cái hôm mà em đi với Trường đi ăn, đi cà phê các thứ, xong em hỏi Trường có thích Nhi không? Không, Trường nói là có. Không, đó là câu hỏi thôi, chứ em thấy hành động biểu cảm của Nhi lúc tối hôm qua là... Thì đó, thì anh như vậy mà anh cũng chưa chắc chắn là người đó là như vậy hả? Biết đâu bùm cái chị Lệ lại là gặp đối với anh. Đúng chưa? Lệ nói chung là mọi người cũng có một chút nghi ngờ. Anh cũng vậy á. Từ đầu anh khơi như vậy là đối với anh không phải rồi. Cái lúc mà vào chương trình á, cái ngày đầu tiên là em đặt Nhi, Trường, Nguyễn Nhi. Em luôn luôn trong đầu nghĩ là đối với ẩn rồi, em không có muốn lỡ như mà em nói chuyện nhiều rồi này kia rồi dính vào, xong cuối chương trình hai người đối bị ẩn má đau chứ, kiểu buồn chứ. Tại sao em không nghĩ là cặp đối bị ẩn vào đây để thử thách tình yêu, họ cũng có thể ra về với lại một người khác, kiểu chỉ là thử thách cái cảm giác hai người nhau. Hôm qua em ngồi nói chuyện với Nhi á, xong Nhi buồn. Trời, y chang. Hôm qua anh cũng xách đồ để lên tầng 4 phơi đồ, kiểu như là giặt đồ xong rồi chưa muốn tâm sự nhiều. Ừ, cũng kiểu cặp đối bí ẩn kiểu như là nói thiên về cặp đối bí ẩn nhiều á, kiểu nhưng mà cặp đối bí ẩn vào đây thì nó hơi bất lợi cho bạn nữ, kiểu bạn nữ có cảm giác thích cái riêng tôi chưa nói ra hết. Nhi cũng vậy, Nhi cũng tâm sự buồn, kiểu nói chung là em thấy Nhi buồn lắm, xong còn rủ em hát nữa, hát mấy cái bài toàn thất tình không à. Bây giờ mà em là cặp đối bí ẩn như vui nhỉ, ví dụ ấy. Vui à, sao vui? Ví dụ như thế chị, chắc mọi người của lóc em á. Ủa sao lóc trời, gì đâu không, kiểu như bị bất ngờ, không biết là em phải gặp đối với ẩn không, không biết, nhưng mà chị thấy gì tốt. Hồi nãy chị cũng nói á, chị thích kiểu em chỉ quan tâm với một người á, kiểu người đàn ông kiểu thật lòng á. Mà thường em cãi với người yêu em làm gì, kiểu đang cãi nhau lớn á, xong rồi em giải quyết như thế nào? Chưa hả? Người yêu cũ của em bị một cái thiệt thòi là chưa bao giờ được cãi nhau với em. Tại vì nếu mà bạn ấy mà gây lộn với em thì em sẽ không nói gì cả, em cứ im lặng gì. Tại vì em kiểu như là em không biết nói gì ấy. Thì em biết là bạn đang nghĩ sai về em hay là nói sai về em chỉ nói một vài câu ấy, kiểu như anh không muốn cãi nhau thứ. Nhưng mà như thế sẽ rất buồn đấy chị. Thà cãi nhau rồi giải quyết một lần cho xong đấy, rồi hai bên hiểu nhau hơn còn hơn là im lặng. Ngày xưa em bị cái tật đấy, em không muốn giải thích hay là gì. Thôi chị cũng im xong rồi chị đi ở chỗ khác. Xong rồi vậy kiểu như cái tha thứ đó, xong rồi kiểu việc xong rồi qua ngày sau các bạn kiểu bạn đó kiểu nhắn tin hay là 2-3 ngày sau thì cũng kiểu cái tha thứ hơn bình thường. Xong kiểu vậy hoài, kiểu như là người ta không có kiểu trân trọng mình á. Yêu là chết trong lòng một ít. Mình cứ bảo mình sẽ không lụy ai, nhưng mà khi đến cho đến cái lúc đó, yêu ấy không nói trước cái gì đâu.
anh nhờ. Vô anh nhờ. Thế lát cá hồi tổng hợp. Ngon. Đây là bất ngờ trong đời chiến thắng. Dạ. Cảm ơn anh. Em có cắt được đi anh cắt rồi không? Cắt rồi mà. Anh cắt hết chưa? Chưa. Để cắt hết. Cảm ơn anh. Cho em một cái đồ của anh cắt. Vâng. Em đi ăn miếng lớn một xíu hay là vừa phải? Dạ, vừa lại được. Như vậy nha. Dạ. Cũng như buổi đầu tiên thì anh Dự giống như là một người anh cả lớn trong gia đình gì đó, lúc nào cũng chăm sóc các em hết trơn á. Thì anh Dự khá là ga lăng. Anh Dự cũng trò chuyện khá là nhiều về những cái trải nghiệm của anh Dự đã trải qua, để mà giống như kiểu cho mình biết hơn về các thế giới bên ngoài như thế nào á. Mình cảm thấy là cũng khá là vui. Ủa anh bên phòng nam á, mọi lần mà lên phòng á, mọi người nói chuyện nhiều với nhau không? Cũng có nhưng mà không nhiều lắm, ít thôi. Mọi người hay bàn luận về chuyện trên rời dưới biển, ít nói về tình yêu. Phòng nữ vô là không bao giờ im lặng được luôn á, mọi người nói rất nhiều. Anh có tâm sự với Trường cũng được khá là nhiều. Anh tâm sự gì cơ? Nó để anh cắt cho nó dai ấy. Không sao. Anh vẫn thiên về nghĩ về Trường, về là cặp đối biển. Em cũng nghĩ vậy. Hôm qua là em càng khẳng định hơn. Em khẳng định hơn luôn á. Em wow luôn á. Tại sao? Vì hôm qua là kiểu bắn cung thì em với Trường là một cặp mà đúng không? Xong tới ra lúc mà lấy xe á, em gặp vấn đề là em không có lấy xe được. Thì em nhìn sang em kiểu như em nhìn coi là Trường ơi cầu cứu á, Trường ơi cứu chị với á. Mà Trường theo thói quen á, Trường quan tâm bé Nhi nhiều lắm. Em có bao giờ nghĩ là anh là cặp đôi bí ẩn không? Không luôn. Sao anh hỏi bạn nào cũng không vậy? Trông anh không giống lắm. Ờ, cũng giả anh nghi em. Hình như là anh khen bạn nam là nói đúng như anh với em là sao? Có Trường thôi à, chứ chả có ai hết trơn á. Và Nhi cũng nói giống vậy. Trường và Nhi thống nhất với nhau nói vậy. Thì em nghĩ thế. Như trong bốn các bạn nam đến hiện tại bây giờ thì em nghĩ có bạn nào mà chiếm phần lớn gu của em không? Đúng gu em thì không có. Nhưng mà nói mà hơn nhau một chút xíu, tờ 60 á, em nghĩ là Trường, xong anh là 55, kiểu giống vậy. Thì cái ngày mà anh đi vắng á, xui khiến sao em gặp Trường hoài luôn. Thì hôm nay thì chủ yếu là hai đứa nói nhiều hơn về mọi người trong nhà chung nhiều hơn là về nói về hai đứa. Nhưng mà kiểu cảm xúc của mình cũng đặt ở đấy nhiều nên là cuộc nói chuyện diễn ra cũng rất là tốt đẹp và khá là thoải mái, khá là vui vẻ. Anh nghĩ là nếu mà cả chương trình thì cậu đối biển có chia tay không? Anh nghĩ là không, tại vì là trước khi vào đây mọi người chắc đã biết là sẽ có những cái trường hợp như nào rồi. Có thể là không chia tay nhưng mà tình cảm nó sẽ kiểu bị xích mích. Chắc chắn nó sẽ giận đấy, kiểu như cái lúc đấy sẽ điên lên trở lại. Không, nếu mà Nhi và Trường thì chị nghĩ là không. Nhưng mà đến ngày cuối kiểu gì cũng xin lỗi nhau rồi à. Chị nghĩ chị hiểu nhau hơn thôi. Chị lại với Thảo á, phải ăn được thành lá. Khó. Được rồi. Nhi hoàng rồi. Hả? Sao biết vậy? Hôm Nhi bảo. Phải hôm trước chương trình đúng không? Thôi mọi người biết hết rồi. Hôm qua em cũng nói chuyện với Nhi buồn. Sao lại buồn? Hôm qua ấy, hồi lúc mà bạn nào hỏi là bỏ một ngón tay xuống khi mà có người yêu rồi cảm nhận thấy một người nào đấy xong anh giải thích á. Không không, chị Nhi ngồi nhìn này. Trời ơi, không về bạn bị buồn á, xong cái rủ em hát nữa chứ. Rồi cái lúc mà hôn chị An nữa, trời ơi, bụng người luôn nha. Hôm nay năm nay có hai cặp đôi bí ẩn. Vậy mà là mấy người hợp thân xui lắm luôn á. Năm nay có hai cặp. Không có. Hai cặp. Thế nhưng mà anh chắc chắn dữ vậy. Anh nghĩ thế. Tại vì ngoài cặp của anh nghĩ có một cặp khác nữa đúng không? Không, có nghĩa là anh thấy cái dấu hiệu của mọi người ấy giống như là hai cặp thực sự. Bây giờ không có cặp nào đúng không? Không có cặp nào gây về chung đúng không? Không có, có người yêu mà kiểu như cảm giác rung động của bạn khác chưa? Là tối hôm qua anh rung động cho An đúng không? Không. Không phải là rung động đúng không? Có một cái cảm giác là nó dễ nói chuyện này, nó hòa hợp với nhau đúng không? Thế nhưng mà là có cảm tình thôi. Nhưng mà chắc chắn nó sẽ không chia tay người yêu được. Đúng rồi. Đúng rồi. Kiểu như mình có cảm tình nói chuyện thôi. Nhưng mà mình vẫn biết được cái đấy là sai và mình không bao giờ mình thấy.
ví dụ thôi, người yêu của anh đấy mà biết được cái đấy buồn, em cũng buồn. Nhưng mà lúc mà em chơi trò chơi á, Nhi nhìn em khác lắm, tại vì nhìn đối diện Nhi mà. Không nhìn ai, Nhi nhìn ai cũng thế chị. Nhưng mà ánh mắt đấy em thôi, với em. Nhìn mùa này dễ ha. Mùa này dễ đoán lắm rồi đấy. Đúng rồi, anh diễn dở gì mà. Em đúng. Thích những kiểu người trầm tính nhưng mà lâu lâu lại hài hước như Nhân ấy. Nó kiểu nó thú vị. Đi với Nhân nó cũng vui. Nên là mình nghĩ Nhân hợp với mình tầm khoảng 65-70%. Nói thật nha. Hả? Em với Nhân có biết nhau trước. Dễ hả? Ở đâu? Nè. À bạn đó hả? Không, ý là tụi em đặt chung đó. Đấy là đặt chung ngày luôn á, giao một ngày. Đặt là đặt chung á hả? Cái gì vậy? Có đặt chung. Với lại trước đây em cũng từng đi chơi với Thảo rồi, cũng qua nhà ba má Thảo. Wow. Wow. Trời ơi. Em nghĩ em nói đến lúc đó luôn á. Anh có không nghĩ anh đã nói đến lúc đó luôn. Dở á, cũng biết nhau đâu. Sau bữa ăn, các thành viên cùng nhau ra xe hồng để trở về nhà chung. Thế nhưng chẳng hiểu sao đi một đoạn thì cả Trường và Nhân đều mất hút. Trời ơi, không bắt máy luôn. Ôi là trời. Đi đâu ấy? Đi đâu về? Ủa? Nhắn không nghe. Nhắn không trả lời. Trời ơi. Năm 2019. Mày. Hai người đi gấp quá hả? Chị đoán xe gấp hay là không? À, đi mua hả? Mua phải có nhãn chứ. À, phải có giá chứ. Em có đường con, nhưng mà... Em tìm con khủng long chị thôi, nhưng mà em tìm thấy. Khi mà mình được Trường tặng con gấu bông á, thì mình rất là vui. Phần là tại vì lâu mình không có nhận quà từ ai là khác giới. Nhưng mà khi mà tiếp xúc nói chuyện với Trường á thì mình nghĩ chắc bạn bè thì sẽ hợp hơn là yêu. Tôi cũng thích này, sao tôi không có? Ba anh phải gấp luôn một con nữa. Hai anh. Cái này là mua chưa gấp? Em có... Mấy hôm mua. Anh xem, cái nào mà mua? Em bóc giá rồi. Không. Thấy mọi người cũng thích mà thấy không gấp được nên hơi tiếc nên em đã đến Trường đã cố gắng. Mọi người cũng thích, mọi người là trừ tôi ra đúng không? Không, hồi nãy ai biểu mọi người đi hẹn hò về, hai người đi hẹn hò chơi. Mọi người mà trừ tôi. Anh không có. Hả? Em không có. Không wifi hả? Không. Đâu, hồi nãy nói anh rồi. Bắt vào. Cái con đấy. Anh phải lắc như em á, xuống là ăn luôn. Chứ đừng có để im. Thứ hai là này nó đi lúc nào nó không còn anh nha. Để ra anh bắt một con. Tâm An là một người xinh và dễ thương. Mình đặc biệt ấn tượng về cái giọng nói khi mà Tâm An nói chuyện hoặc là gọi mình nhé. Thì mình khá là ấn tượng với điều đấy. Thật đáng giận khi hai cậu em đi gấp thú bông tặng bạn gái mà không rủ anh cả theo. Nhưng sự thật có phải vậy? Cái này là mình gấp được nha mọi người. Không phải mua đâu. Cái này là lúc nãy mình đi công việc về xong, chị An có bảo là lúc chiều Nhân có chơi gấp thú và tặng cái này cho mình nên mình giữ nó như thế này. Cái món quà này thì thấy vui và kiểu cũng là cái món quà đầu tiên mà được người khác tặng cho mình nên vui và kiểu trân trọng nó. Chiều nay, Dự đã chọn tham gia vào một cuộc hẹn dạo chơi quanh nhà chung được tạo trên ứng dụng Speak Couple. Và sở thích đi dạo này thì không ai khác, chỉ có mình Lệ, người đã tạo cuộc hẹn trên. Hồi lâu có mới có người đi dạo với kiểu... Một năm nay em không có quen ai á, xong mà không có ai đi. Không ai đi dạo em hết, tại vì bạn bè em, kiểu mấy bạn mà bằng tụi em á là có gia đình với lại có bạn trai hết rồi. Không biết đâu còn lọt ra em. Thế là em đâu có ngủ được đi đâu. Có khi là hay là em do em kén chọn quá. Chắc vậy. Có đặt chỉ tiêu cao không? Trước khi có, tại vì em kiểu trải qua ba mối tình á mà bị phản bội á, bị lừa nhiều quá nên là mất niềm tin với lại em phải chọn kỹ. Mà khi mà giờ này em thoải mái hơn rồi.
Ừ, vào đây em thoải mái hơn chứ phải mở lòng em mới tham gia được. Nè, bây giờ bốn con gái thì anh thấy ai là hợp với anh nhất? Cảm tình mà có nam nữ ha, thì là An, rồi em, Thảo và Nhi. Thực sự Nhi rất là đáng yêu, cái tính như là con nít nhí nhảnh. Nhưng mà dựa đến tuổi anh bây giờ, khi mà nếu mà kết hợp lại với Nhi ấy, thì chắc chắn là sẽ không hợp. Được rồi, được, không sao, không sao đâu. Em thì suy nghĩ nếu một người mà tính cách giống nhau á, kiểu như hiền quá hoặc là đầm quá, ít nói quá, thì kiểu như yêu nhau á thì sẽ mau chán lắm. Tại vì ví dụ anh ít nói thì anh có một bạn gái nói nhiều hoặc hoặc bác làm cho anh vui, hay là cùng rủ anh thử những cái kiểu những nơi mà anh chưa định đến, chưa từng đi á, thì kiểu bị thu hút á. Anh có nghĩ giống như em không? Anh cũng nghĩ giống như vậy á. Mà em có thấy kiểu tính cách của em với anh có nhiều tương đồng không? Mọi người đều nói vậy á. Mà anh thấy em sao? Anh cũng nhận xét là em ít nói thật, nhưng mà đầm tính thì chắc không phải. Vì vậy trong những cuộc vui đấy thì anh cũng thấy em rất là sôi nổi, rất là vui tính mà. Nếu như mà để chọn làm đi đến tiến đến hôn nhân, mà yêu và tiến đến hôn nhân, thì anh cũng sẽ chọn một kiểu người như em á. Em điềm đạm, em nói cho anh nhận xét em rất là tốt đấy. Thực ra An thì không phải gu của anh đâu. Nhưng nói về gu ấy thì em mới là kiểu phần trăm cao hơn về. Mà nếu mà dạ cái gu... anh mang cho anh cảm xúc hả? Bây giờ như An thì anh thấy đang dành cảm xúc nhiều hơn, đang đem lại cho anh cảm xúc nhiều hơn. Nhưng mà anh cũng muốn nói chuyện nhiều với em để tìm hiểu kỹ hơn về em. Thì em nói với tất cả là cứ thoải mái tìm hiểu đi. Khi nào mà xác định được á, thì còn mấy ngày cuối á thì rõ ràng hơn, thì nó nhiều cảm xúc hơn. Khoảng 65% là cái gu của mình mong muốn là có ở Lệ. Cái gu đấy là chỉ là một cái mình mường tượng ra thôi. Còn khi mà gặp trực tiếp thì cái cảm xúc của mình đã đặt về ai nhiều hơn thì mình vẫn sẽ thiên về cảm xúc của mình hơn. Hiện tại đến ngày hôm nay thì cảm xúc của mình vẫn đặt nhiều nhất ở Tâm An, rồi tiếp sau đấy là sẽ đến Lệ. Nhưng mà em đến hiện tại bây giờ em tìm hiểu được cả bốn bạn nam chưa? Bữa giờ thì em nói chuyện với Nhân nhiều, thì em ấn tượng Nhân nhất. Nhưng mà chỉ ấn tượng thôi chứ kiểu em chưa có rõ ràng đâu. Bây giờ em vẫn chưa kiểu quyết định được là em muốn tìm hiểu bạn nam nào nhiều hơn, đúng không? Buổi đi dạo với Dự thì mình cảm thấy mình và Dự có rất là nhiều tính giống nhau á. Kiểu khi mà với mọi người, với lại Dự đi với mình thì mình càng cảm thấy là Dự càng trưởng thành á. Thấy anh là một người rất là tốt tính. Nếu mà bạn nữ nào mà quen được anh Dự thì rất là may mắn á. Rồi anh có người yêu thì anh cũng nói chuyện với người yêu nhiều, đúng không? Rất nhiều luôn. Có thời gian dành lại anh cũng không nói chuyện nhiều mọi người. Cái người mà gần đây nhất của em thì kiểu không nói chuyện với em nhiều, mà kiểu cũng không chia sẻ gì luôn, kiểu có thời gian rảnh á, kiểu chơi game á, kiểu không có quan tâm em á. Anh nhập thì của anh là 100% là không game. Anh có thể dành thời gian cho gia đình cũng nhiều, cho bố mẹ, anh chị em nhiều rồi. Và để giúp cả hai cảm nhận rõ hơn về cảm xúc của mình dành cho đối phương, thì Dự và Lệ đã được nhận một thử thách bất ngờ, đó là nắm tay nhau trên đoạn đường về. Ok anh. Ok. Thì bây giờ em nghe. Tiếng nắm tay. Đúng. Thì em cảm xúc thay đổi thật. Tại vì cũng chưa, anh chưa nắm tay một bạn nữ nào ở trong. Ủa vậy luôn hả? Chưa. Ủa anh, nhưng mà anh chứ không qua chơi là có thử thách gì ta? Chỉ là ôm. Ôm mà. Chạm môi thôi chứ chưa. Chưa cầm tay. Hôm nay anh đi với Thảo, tức là cầm tay là như này, là lúc mà xuống cầu thang thì anh Thảo sẽ đặt tay anh lên trên này để anh đỡ Thảo xuống. An thôi chứ không chưa cầm tay như này. Ê, ngày xưa em mà đi dạo với người yêu em có hay hai đứa ai cầm tay đi như này không? Có chứ, em kiểu thể hiện tình cảm em mọi nơi. Anh cũng thích rồi. Hai đứa ngày xưa anh đi với người yêu anh đi xem phim á, thì hai đứa đi bộ thì gọi là từ ngoài bãi xe và hai đứa bắt đầu đi vào nắm tay đi vào trong rạp phim. Cái anh cũng thích thể hiện tình cảm kiểu mọi nơi, đúng không? Ở nơi công cộng cho mọi người biết. Tại vì mình chỉ có quan tâm người đấy thôi mà, nên là
anh cũng không ngại vấn đề đấy. Cái lúc mà khi bắt đầu nắm tay Lệ thì cái cuộc nói chuyện thì nó lại có một cái cảm xúc rất là khác, cảm xúc kiểu nó xẹt qua người luôn ấy. Có một chút gì đấy rung động một chút, bởi vì Lệ, mình có nói với Lệ là vì Lệ là cũng là cái gu của mình, mà gu mà mình đặt ra ấy, thì mình cũng cảm thấy rất là vui. Thì ngày hôm nay có thể tìm hiểu được Lệ nhiều hơn. Có vẻ khi có nhiều cơ hội để tiếp xúc lẫn nhau thì các thành viên mới biết được đâu mới là cảm xúc chân thật nhất. Khi nhận ra Trường không còn để tâm tới mình thì An mới chú ý được sự quan tâm của Dự. Thế nhưng Dự lúc này đang có thêm một mục tiêu mới, đó là Lệ. Dù Nhân đã thổ lộ tình cảm với Lệ, nhưng Lệ vẫn cho Nhân cơ hội tìm hiểu Thảo để Nhân xác định rõ cảm xúc của mình. Riêng Thảo thì càng ngày càng thể hiện rằng mình rất thích Nhân. Còn Trường và Nhi lúc này đang là tâm điểm của vô vàn sự nghi ngờ về cặp đôi bí ẩn. Mũi tên tình cảm đang đổi chiều liên tục. Liệu sẽ còn điều gì ảnh hưởng tới cảm xúc của các thành viên Love House mùa 17? Hãy cùng theo dõi tiếp vào tập sau. Sau vạt nắng mai mình sẽ là gì của nhau? Chẳng có ai yêu em nhiều như anh, yêu nhiều như anh, và sẽ chẳng có ai.